Mạch máu chính là nguồn mạch của sự sống, vì nó giúp máu vận chuyển oxy, chất dinh dưỡng, hormone và chất thải cho cuộc sống chúng ta. Tổng chiều dài của mạch máu trong cơ thể con người lên đến 160.000 km, đủ để quấn quanh trái đất 2.5 vòng. Các chất thải trong máu như mỡ máu và đường máu bắt đầu tích tụ trong cơ thể từ độ tuổi 20 và tạo thành mảng bám trên thành mạch máu. Việc này làm cho các mạch máu trở nên sơ cứng, giảm sự đàn hồi và dễ vỡ. Một số các mảng bám có thể vỡ ra, hình thành các khối cục trong máu và dần làm nghẽn mạch máu. Khi mạch máu bị hẹp đi, tim cần phải bơm máu mạnh hơn, dẫn đến huyết áp tăng cao. Điều này tổn hại đến mạch máu nếu khối cục trong máu làm nghẽn máu chảy đến não. Nó sẽ làm tế bào não ngưng hoạt động dần. Khi tình trạng này trở nên nghiêm trọng, có thể dẫn đến đột quỵ. Nếu khối cục trong máu làm nghẽn máu chảy đến tim, có thể dẫn đến bệnh tim. Nếu bạn không sơ cứu để làm thông sự tắc nghẽn này trong 3 giờ, thì 90% các tế bào ở tim bị thiếu oxy và dẫn đến tử vong. Bệnh tim mạch là nguyên nhân số 1 gây ra tử vong trên toàn cầu. Theo Tổ chức Y tế Thế giới tháng 9 năm 2014, một trong 4 nguyên nhân gây ra tử vong tại bệnh viện là do nhồi máu cơ tim hay đột quỵ. Làm thế nào để máu lưu thông tốt?